Mong ước sở hữu một làn da trắng sáng mịn màng là điều mà tất cả các chị em phụ nữ đều mong muốn. Thế nhưng ở nước ta thì rất nhiều các chị em đều mắc một cái làn da sạm, nám cũng như là xỉn màu. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng ngoài cái nguyên nhân do lão hóa, do tuổi tác thì cái vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều. Nước ta là một nước nhiệt đới gió mùa với một cái nền thời gian chống nắng ban ngày ở miền Bắc từ 1.500 đến 1.700 giờ một năm, miền Nam từ 2.000 đến 2.500 giờ một năm. Cái lượng nắng nó lớn như thế nên các tia UVA, UVB phá hoại vào cấu trúc nền của làn da, làm cho da bị ảnh hưởng, bị lão hóa rất nhiều. Thế thì nó làm cho chị em bị xỉn màu, bị tăng sắc tố trên da, sạm nám, làm mất tự tin rất nhiều. Chính vì thế buộc các chị em đã đi tìm rất nhiều các cái phương pháp để điều trị. Có những chị em dùng những phương pháp, ví dụ như dùng những kem trộn, những kem không rõ nguồn gốc xuất xứ, và khi mà chúng ta sử dụng đến thì nó lúc đầu có cảm giác rằng làn da rất đỡ, nhưng sau đấy thì bắt đầu dẫn tới cái hậu quả teo da, giãn mạch và rất nhiều những cái tác dụng phụ khác. Và chúng ta lại tìm đến những biện pháp ví dụ như lăn kim, thì chúng ta cũng thấy rằng nếu như anh lăn kim không đúng độ thì tất cả cái phần đấy thậm chí nó lại còn thâm da sau viêm, còn da còn xấu tệ. Sau đấy thì chúng ta lại thấy rằng các chị em tìm đến những biện pháp khác, ví dụ như điều trị laser. Laser là một biện pháp rất hiện đại, thế nhưng nếu không gặp đúng những chuyên gia, không gặp đúng những cái người thẩm quyền và được đào tạo rất kỹ thì thậm chí nó lại không đỡ những sắc tố mà nó còn ảnh hưởng tới cái làn da của chúng ta bị thâm, sẹo và nặng nề hơn. Thế thì các chị em lại tìm đến những cái biện pháp khác. Bây giờ phải tìm những cái phương pháp nào mà được đúng những cái sản phẩm từ thiên nhiên, an toàn nhưng lại có hiệu quả. Thế thì sau khi mà chúng ta nghiên cứu để tìm ra những cái sản phẩm như thế thì tôi thấy hiện nay trên thị trường bộ sản phẩm Dara nó đáp ứng được tất cả những yêu cầu của các chị em, đảm bảo tức là từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả. Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi vì bộ kem dưỡng da Dara nó có cái tác dụng ở trên cả 3 bộ sản phẩm: kem trị ban ngày, kem trị nám ban đêm và serum trị nám. Khi đứng trước sự lựa chọn một sản phẩm mỹ phẩm, đầu tiên các bạn phải đánh giá xem cái nguyên liệu đầu vào của nó như thế nào. Thì Dara Skin với những nguyên liệu sản xuất hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc, với những thành phần chiết xuất đầu tiên chúng ta có thể thấy là chiết xuất từ nhân sâm, cái thứ hai là chiết xuất hoa cúc vàng và cái thứ ba nữa là chiết xuất từ hoa anh đào. Thế thì ba cái thành phần này đều là ba dược liệu quý hiếm, và đồng thời chúng ta cũng thấy nó lại được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP và áp dụng công nghệ chiết xuất siêu âm là một công nghệ đầu tiên có ở Việt Nam. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi chiết xuất công nghệ siêu âm, tức là với cái nhiệt độ thấp hơn bình thường và cái thời gian có thể rút ngắn được gấp 20-30 lần, thì nó giữ được hoàn toàn những cái tính chất sinh học, ưu điểm của dược liệu để đưa đến một cái hiệu quả tối đa cho người sử dụng. Thì đồng thời đây lại là một cái bộ sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm khắt khe của Bộ Y tế và cho phép lưu hành trên toàn quốc. Và chính vì nó là một cái bộ sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên cho nên nó phù hợp với mọi làn da, kể cả những làn da nhạy cảm và những làn da dầu, đồng thời những làn da sạm mụn, thì chúng ta đều thấy rằng ở đây nó có những cái thành phần giúp cho tái tạo da, giảm thâm nám từ bên trong, ức chế tạo sắc tố melanin từ bên trong không đưa ra bên ngoài, và đồng thời giúp cho da bên ngoài mịn màng, có cái độ ẩm giữ rõ ràng và làm cho da khỏe từ bên trong, đẹp từ bên ngoài. Và tôi tin rằng nếu như các chị em khi mà sử dụng một cái bộ sản phẩm này thì các em có thể tự tin rằng chúng ta đã sử dụng một cái sản phẩm mà đạt đúng những cái yêu cầu của chúng ta đề ra. Đối với tôi là một người rất là nhiều năm trong nghề, với những cái bệnh nhân của tôi đã đến và có những cái trạng thái ví dụ như là trên da bị sạm nám này, có những trường hợp là thâm da sau khi điều trị và đồng thời là có những sẹo mụn, thì khi sử dụng bộ sản phẩm Dara Skin chỉ sau một liệu trình thì đều thấy cải thiện một cách rõ ràng. Thứ nhất là các cái vết thâm nám mờ đi một cách rõ ràng, đồng thời nữa là những vết sẹo mụn và làn da dầu đã được điều chỉnh lại, giúp cho da mịn màng, ẩm và nó không bị khô da dẫn đến lão hóa da rất nhiều. Từ kết quả của những bệnh nhân của tôi đã sử dụng thì tôi tin rằng bộ sản phẩm Dara nếu như các chị em kiên trì sử dụng thì dù sạm nám đến mấy cũng có thể cải thiện và nâng tông da lên rất nhiều, đồng thời làn da sáng, mịn và khỏe, đẹp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính,
thì Linh sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.